ngồi đưa võng cho em ngủ. Bé gái mãi xem điện thoại đến nỗi mẹ bế đi lúc nào không hay. Mới đây một đoạn clip ghi lại hình ảnh một bé gái đang ngồi bên cạnh một chiếc võng, gương mặt cúi gầm xuống đất, không cử động gì ngoài một cánh tay đưa lên nắm lấy thành võng rồi nhẹ nhàng lắc lư như thể đang đưa nôi để mà ru cho em bé ngủ, trong khi bên trong chiếc nôi hoàn toàn chẳng có một em bé nào. Ok, I'm fine, Quintana. Quintana, ten, neng, 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 neng. Được biết do bé gái được mẹ giao cho một cái nhiệm vụ hết sức là cao cả, đó là ru cho em ngủ trong lúc mẹ làm việc nhà. Tuy nhiên đến khi trở lại để mà xem đứa con nhỏ đã ngủ hay là chưa thì người mẹ đã bắt gặp được cảnh tượng cô con gái lớn vừa đưa nôi mà vừa tập trung tư tưởng xem phim hoạt hình. Thấy thế người mẹ đã từ từ bước tới bế đứa con nhỏ đi chỗ khác. Thế nhưng mà bé gái vẫn không hề hay biết, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào trong màn hình điện thoại. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip cũng đã thấu hiểu và cảm thông sâu sắc với bé gái. Vì có không ít người trưởng thành đôi khi cũng sẽ cảm thấy một bữa cơm thật là vô vị nếu thiếu phim hoạt hình. Một số bình luận được mọi người để lại, chắc là cái phim này đang tới cái đoạn hấp dẫn mà một chút nữa nhìn lên không thấy em đâu thì còn hấp dẫn dữ nữa. Không sao, em có tâm ngủ mẹ là được rồi, có lòng ru em ngủ nhưng thực tế thì không đáng kể. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.